Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố ngày 19 tháng 10. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thành phố New York, Mỹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, có mưa vừa, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Thủ đô London, Anh, có mây, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ.